Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này. Và thời điểm hiện tại thì anh chị cũng có nghe ngóng thấy là thông tin giảm thuế trước bạ đúng không ạ? Thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại để anh chị cân đối xem là thời điểm hiện tại có phù hợp với cả nhu cầu của mình hay chưa nhé. Thì đầu tiên em sẽ đi xung quanh nội thất xe và để giới thiệu cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Toyota Vios thì có 3 phiên bản, trong đó có một phiên bản số sàn là 1.5 EMT, có giá niêm yết là 458 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 21 triệu tiền mặt mà tính ra lăn bánh cho anh chị. Và anh chị lưu ý giúp em là cái thuế hiện tại của xe Vios vẫn tính theo giá cũ, có nghĩa là thuế của chiếc xe này là 47 triệu 900, thì tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 490 triệu để lăn bánh, để hiện tại thuế tính theo 10%. Còn nếu mà trong trường hợp giảm thuế thì anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng thêm 25 triệu nữa. Nếu mà trả góp thì anh chị trả trước giúp em là 140 triệu. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản ECBT thì có giá niêm yết là 488 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm là 21 triệu tiền mặt và tính theo thuế cũ là 524 triệu 900 là lăn bánh, và để trả góp thì anh chị nên chuẩn bị trước giúp em số tiền là 157 triệu. Phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản E, phiên bản G, 1.5G thì có giá niêm yết là 545 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm là 30 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị theo thuế 59 triệu 200 là 579 triệu 200 nghìn. Và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 173 triệu 500 nghìn là để trả góp xong xuôi. Và đó là em đang tính cho anh chị về thuế 10%. Và tính ra nếu mà được giảm thuế áp theo cái giảm hiện tại thì anh chị sẽ cứ trừ đi 5% thuế trước bạ giúp em. Còn theo các cái đợt giảm thuế ngày xưa, kinh nghiệm của bên em thì để mua một chiếc xe có giá là ưu đãi nhất thì khách hàng mua xe, đặt xe từ cái thời điểm mà chưa có thông tin giảm thuế chính thức thì mình sẽ có giá xe rất là tốt, như cụ thể như thời điểm hiện tại. Và để đến khi mà có thông báo thuế thì mình sẽ đi đăng ký nộp thuế, thì đó là một cái giá xe nó sẽ là rẻ nhất cho anh chị. Thì bên em thì tháng vừa rồi, từ nửa cuối tháng 6, nửa cuối tháng 5 này thì cũng có rất nhiều khách hàng đặt mua xe Vios này, xe Veloz vậy và Avanza để lấy xe trước, sau đấy là đợi về để đăng ký xe. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là tư vấn cho anh chị về phương án làm sao mua xe cho nó hợp lý nhất. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cụ thể hơn về chiếc xe này. Thì chiếc xe Toyota Vios phiên bản G có ngoại thất là màu vàng cát. Vừa rồi thì em đã đi về phần một vòng về phần ngoại thất xe, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị sơ bộ về phần nội thất anh chị nhé. Thì phiên bản G là phiên bản bán chạy nhất cũng như là cũng được nhiều khách hàng quan tâm nhất, nên là cái xe này thì em sẽ lên cho anh chị về nội ngoại thất cũng như là phân tích cho anh chị về chiếc xe này đáng mua hơn so với chiếc phiên bản ECBT những gì. Thì thứ nhất là ngoại thất thì cơ bản đến 90% là giống nhau, còn phần nội thất thì nó sẽ là một điểm khác biệt hoàn toàn. Từ da ghế vẫn là màu đen, tuy nhiên là chất lượng da ghế của phiên bản G sẽ hoàn toàn khác biệt. Phiên bản G được trang bị đến 7 túi khí, 6 loa, màn hình cảm ứng 9 inch, rồi cruise control, lấy chuyển số sau vô lăng, điều hòa tự động, đèn độ thông minh. Đó là những cái trang bị mà nổi bật. Còn ngoài ra còn thêm cả cái cụm tính năng Toyota City Sense như là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện, cảnh báo tiền va chạm. Đó là những cái tính năng được trang bị trên phiên bản G nổi bật, thì nó là phù hợp cho những anh chị mua xe để chạy gia đình, hướng đến tính năng an toàn của xe. Còn về động cơ, khung gầm, cảm giác lái cũng như là về kích thước xe thì hai phiên bản là như nhau. Đó, vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại cũng như là tư vấn cho anh chị làm sao phương án để mua xe tối ưu nhất về mặt tài chính cho anh chị. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về dòng xe, giá xe hay các phương án trả góp khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.